Đúng rồi, chúng ta đang làm thủ tục để vào một đất nước nào đó. What's happening? Chuyện gì xảy ra vậy? Có vẻ như là có một chút khó khăn rồi. Ôi, ôi xong rồi, gặp vấn đề rồi. À, hôm nay bỏ chạy à? Ui, bắn luôn nữa. Căng vậy. Cứ như là Triều Tiên vậy. Ui, chết rồi anh tài xế rồi. Vãi trưởng vậy. Ui, nó bắn lên xe bi luôn. Hình như chúng ta vừa biên trái phép các bạn ạ. Ui, ui, ui. Ui, chết rồi con khỉ rồi. Vãi trưởng vậy. Vừa vào game mà đã căng thẳng thế này rồi. Ôi, cái chiến thắng của ai đến đây đấy. Có vẻ như là xếp chùm bọn này tới vậy. Thanh niên đầu bạc là ai đây? À đúng rồi, mình nhớ rồi. Hình như thanh niên đầu bạc này cũng xuất hiện trong cái phần poster của tựa game Far Cry 4 thì phải. Saying stop the bus. Ta nhớ đã nói rất rõ là sẽ dừng chiếc xe bus. Yeah, stop the bus, not shoot the bus. Đúng vậy, dừng chiếc xe buýt chứ không phải là bắn chiếc xe buýt. Stop, shoot, stop, shoot. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound? Hai từ đó có giống nhau không? Out control, vượt ngoài tầm kiểm soát. Ôi, 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 thằng nào độc ác vậy? Rồi, dính máu lên giày. Căng vậy. Thế là cũng đâm chết người. Vãi trưởng vậy. Game này vừa vào cái thôi mà sắc màu đã u tối vậy rồi. Đứng dậy nào. Thanh niên này. We have a party waiting for you. Giờ một bữa tiệc chờ bạn. Nhưng mà tôi không nghĩ tôi biết tên của bạn. Is this your plus one? Strong silent type. I like it. Strong silent type. Phong cách im lặng. Tôi like thế, tôi thích điều đó. What the? Giết người không tự sướng. Thằng này sẽ biến thái vậy. Ôi, nó đốt cái xe buýt luôn rồi các bạn ơi. What the hell? Chưa đọc cốt truyện nó cho nên đâm ra đến cái đoạn này đầu óc nó lung tung quá các bạn ơi. Sang bên đây đang chụp một cái bao trên đầu. That wry smile betrays you again, Duplur. Well, go on, take the bloody bag off his head. Lấy cái túi ra khỏi đầu anh ta. Again, terribly sorry for what happened before. It's more what I had in mind. Có lẽ các bạn cũng nhận ra trên bàn là cái gì nhỉ? Đây là một món ăn chết tiệt của... Mình cũng đánh biết được của ai nữa. Cái món ốc khỉ này, thực sự là
Với cái hình ảnh đồ họa đẹp như thế này, nó khiến cho mình đầu óc mình có thể nói là trông khá là ghê tởm cái hình ảnh này. Thực sự là như vậy. Damn. Nhưng mà nào yêu động vật thì có lẽ là nên xem xét xem có chơi, nên chơi cái tựa game Far Cry này hay không. Ở cái thằng hâm dở này nó còn phát hành tiền tệ in hình mặt nó nữa. Ê. Đúng rồi. Đây là lọ hài cốt của mẹ nhân vật chính. Hôm nay mình đã đoán đúng về cái lọ hài cốt. They can tell they love you in the moment and mean it. No, men only really love you in hindsight. Cái câu được nói thì rất là ý nghĩa. Các bạn phải Google dịch để hiểu được cái từ nghĩa của từ đó. Mother decided to flee to the United States with you on her hip. I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not me. No, it was the fucking golden path. Ơi. Ây. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. No one ever teaches. Cái game này sắc màu nó u tối nhỉ. Vừa lên chúng ta vượt biên, sau đó thì bị tóm bởi thằng bẩn bựa nào đó. Bây giờ thì nó cầm chĩa và đâm vào lưng ông này, người đồng hành của chúng ta. Sau đó còn ngồi ăn cái món óc khỉ nữa. What the fuck. Cái này nó tra từ tinh thần quá các bạn ơi. Thật sự như vậy. Game xây dựng rất là tuyệt vời, nhưng mà theo cái đường lối như thế này, thực sự là nó sẽ tạo ra những cái có thể nói là hiệu ứng tâm lý dành cho người chơi. Cho nên là những bạn nhỏ thì nên cân nhắc trước khi chơi cái tựa game Far Cry 4 này nhá. Còn những bạn nào có lẽ mình sẽ gán cái mark 17 cộng vào cái video clip hướng dẫn Far Cry 4 này của mình. Shit. Ok. Oh. Đây rồi. Tới lúc chúng ta điều khiển được nhân vật của mình rồi. Đi đâu và làm gì rồi? Nhấp nháy gì vậy? Tiền lấy được à? Cái gì vậy? Có lẽ người đồng hành của chúng ta bị tra tấn đấy các bạn ơi. À đây có lối xuống à? Giờ ở dưới này à? Cái gì vậy? Travel entry Mr. Paul Harmon. Có lẽ là vé đi tàu hay là vé đi máy bay gì đó. Đúng rồi. What the? Đây, anh ta đã bị tra tấn các bạn ơi. Sao lại cứu anh ta nhỉ? Sao đi vô? Shit. Damn. Ôi. Saban. Golden Path. We're friends. I knew your father. We're here to recruit you, son of Mohan. What about Darpan? Darpan, anh chàng đó à? We need to get you out of here safely, no matter the cost.
À, các bác này hiểu đơn giản nào, bọn họ đến cứu chúng ta. Stickler, đi nào. Có lẽ phải bỏ anh đa tràng đa pan này lại rồi. Hả? Bọn họ đã biết chúng ta ở đây. Từ đó, ra cánh cửa, nhanh lên. Cúi đầu xuống và chạy thôi. Đơn giản là như vậy. Yeah, I got it. 2 3. Shit. Run, motherfucker, run. Ấy. Súng, 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 súng. Chạy mà là phong cách của anh á. Anh là phải bắn. Hết đạn rồi các bạn ơi, hết đạn rồi. Đi 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 anh ơi, đi anh ơi, đi anh ơi, chạy chạy đi anh. Hold control to hell. Ui, mình dính một viên đạn vào tay các bạn ạ. Eww. Và cái thể loại nhạc gì đấy? What the hell? Hả? À, nó đưa súng cho mình các bạn ơi. Tránh hết ta cho anh. Chống mày, sợ ơi, cái gì phim ảnh đồng ý vậy? Mày, lái xe cho mặt anh à? Lái xe cho mặt anh à? I know it. You shoot the fuck up. Tránh ạ. Đường này là của anh. Súng trong tay anh thì không ngán ai cả. Nhớ lộ. Ôi lao xuống vực à? Ôi. Ui. Đâu rồi? Sao rồi? Từ đó nhân vật chính của chúng ta chết một cách đáng xét như vậy. À đây rồi, tỉnh rồi các bạn ơi. Mơ mơ màng màng. Đứng dậy nào. Nhanh nào, chúng ta sẽ quay lại cuộc chiến nhanh thôi. Chúng ta có vẻ may mắn hơn rất là nhiều so với cả anh chàng này. Có lẽ đây là anh chàng ngồi cùng xe chúng ta các bạn ạ. Ăn nguyên cây mọi người. Người tài xế chết rồi. Giao. Yeah, to the tower. Ok. Can do this, AJ. Nhiệm vụ chúng ta đó là đi tới cái tòa tháp kia các bạn ạ. Xem à, thử nút à. À mà nói kìa. À cái gì vậy? Throw a rock distant enemy. À ném đá để đánh lạc hướng đối phương. À ấn C chứ cross C cái này thì mình biết rồi. Cái gì cơ? Đi ra ngoài á? Chúng mày không làm hại tao á? Really? Thật không? Ôi, bị phát hiện, bị phát hiện. Chưa hạ được nó các bạn ơi. Rồi, đầy máu rồi. Mình hết đạn rồi các bạn ơi. Chết rồi. Mày đi. Bố đấy mỏ mẹ mày. Tao đấy mỏ mẹ mày. Mày qua đi. Thằng này. Mày hả mới? Mày hả mới? Không chú bắt nào các bạn ơi. Mày hả mới? Mày à, sao đó? À được rồi. Ông chơi giọng, ông mà chơi cận chiến. Mày hả mới? Hồi máu nào. Anh ơ, bị bắn ở đâu đó mày? Mình nhận được ít đạn rồi các bạn.
Cái gì ấy, cái gì ấy? Ơ, à, đưa tâm chuẩn vậy rồi mà. What the hell? Cứ bấm control là hồi máu được nha các bạn nhé. Sao trâu vậy? Hay là đạn không chuẩn à? Tâm chuẩn như vậy còn chưa nữa thì thôi ấy. À, giữ phím E để lục soát hắn này. Không được cái gì cả. Đi nào. Đã nhặt thêm đạn ở xác của hai đứa này. Ê, what the hell? À đây rồi. Có gì không? Có gì không? Far Cry cũng là nổi tiếng là một tựa game có thể nói là sinh tồn. Nó không chỉ nổi tiếng về kém thể loại bắn súng mà nó còn nổi tiếng về thể loại game sinh tồn rất hay nữa. Ui ôi, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Tuyệt đẹp luôn các bạn ơi. Chơi game này cho mình thích ngắm cảnh hơn là thích ấy quá. Thích bắn nhau quá. Cái gì đấy? Hầu e chứ skin. Get by hold air to skin any animal. Open west spawn by holding and select the by which con chuột. Throw by which chuột chua lure predator. Oh, như vậy là chúng ta có thể lấy thịt của động vật nhé các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ ném nó ra và lúc đó chúng ta sẽ dụ được những cái con dã thú đến chỗ của kẻ địch. Oh, vụ này mới đấy. Vụ này bựa đấy. Đâu rồi? Đây, nãy nó hiện ở đây à. Đây này, cái miếng thịt này các bạn. Ấy. Nó có tấn công mình không nhỉ? What the fuck? Mình chỉ còn hình như là có mấy chục viên đạn thôi. Nếu một con gấu nó phang mình thì mình không biết làm nào nữa. Có lẽ lùi là an toàn nhất. Nhưng mà nó lại đi chặn đường đi của mình rồi. Đi bên này đi. Xuống đi gấu, dưới cái gấu ơi. Dưới cái gấu. Gấu ơi, ơi, gấu ơi. Ở đây cơ mà. À, đây có đây các bạn. Gấu ơi, bên này nha gấu ơi, bên này gấu ơi. Còn gấu khác nữa à? Bắt giờ vậy, đông gấu vậy. Ok, ok, ok. Con gấu kia thì vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác.
Con gấu này thì bị hạ rồi. Đừng chú ý đến đây nhá. Nhảy xuống chết ông ta. Ây hù, ây hù, không sao đấy. Lấy đạn nào. Đục xác nó, có gì không? Ờ, cảm ơn gấu rất là nhiều nhá. Nhưng mà rồi. Cảm ơn gấu rất là nhiều, gấu chan. Còn một cái xác nữa ở đây. Đi nào. Gấu kia vẫn không biết mình đang ở đây. Mục tiêu của chúng ta vẫn là cái tòa tháp đó. Tiếp tục đi nào. Cái gì à? Put your melee attack to break object. Ấn F à? Ấy. Lộ ông ấy. Vãi trưởng đập to thế. Này là cái gì vậy? Tiền à? Cho xin ít thịt nào. Hả? Throwing knife. Ơ, dao ném à? À đây này các bạn. Xem mà, thử nhá. Vụ này hay đấy. Nhận lại đây con dao đâu. Nhận lại được. Được rồi, có lẽ sẽ nhờ gấu chan làm một phi vụ nữa vậy. À, đây. Đây rồi, cửa tràn đây rồi. Ê, không tới. Ơ, tranh thủ giúp gấu tràn luôn à. Hình như mình mới thấy một con mèo đó các bạn ạ. Ôi này mày. What the fuck. Một con báo hoa mai các bạn ơi. Hứ, chưa rồi. Gấu chan và báo hoa mai chan có vẻ không làm được việc hiệu quả cho lắm. Xin lỗi nhá. Xin đạn nào. Gấu chan chết sớm quá. Nhưng mà nào yêu động vật thì lên cân nhắc lại chơi cái tựa game này nhá. Đầu game thì ăn ốc khỉ. Bây giờ thì mộ sẽ hết hươu rồi đến báo rồi lại tới gấu. Tiếp nào. Climb là leo. Hết trừ mọi thứ rồi. Hai con dao phi, một con thì mất hút, một con thì trượt. Yeah. Chỉ làm con hươu các bạn ạ. Đi. Lùa hươu. Đi nào. Ôi da da. Hốp. Bè.
Đây rồi, gần lắm rồi các bạn ơi. Giữ phím shift và ấn space. À đây. Ơi, quên giữ shift rồi. Được rồi, lại nào. Đấy là chạy. And jump. Ok, qua được rồi. Leo tiếp nào. Khung cảnh rất là ấn tượng các bạn ạ. Thế à, what the hell. Hình như là các bạn chúng ta hả các bạn ơi. À, nhanh lên, sử dụng cái dây. Hold E to climb. Đây rồi. Lên nào, lên nào. À, giữ chuột để lên nha các bạn. Đây. Đây rồi. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Someone is waiting for me in the tower. Ok, đại khái là bà ta nói chúng ta lên cái trụ đi. Lên cái thao đi. Úi dồi, đáng để lên đấy các bạn ơi. Ơi à, kẹt rồi. Ra đây ngắm cảnh tí nha. À. Ây ừ. Đẹp không các bạn ơi? Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Rồi, quay lại chủ đề chính nha. Đường nào để vào cái tháp này vậy? Ở đây. Why are you guys helping him? You're the son of Mohan Kani. You may not know it, but that name carries a lot of weight in Shirat, especially for the Golden Bar. Are those army guys still working for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. Damn. Some of Pagan's men managed to track us. They'll be here any second. We're in for a fight. Có địch tới các bạn ạ. Here they come. À đây. Sao này? Đạn cho tay anh thì anh sấy hết. Các chú hiểu không? Ây u, bắn đau ấy. Tránh ra đồng đội ơi. Sao lại chắn đường của nhau như vậy? Ui, khó bắn quá các bạn ơi. Cái gì đây? What the? Sợ. À hết đạn rồi, hết đạn rồi, hết đạn rồi, hết đạn rồi. Sợ, kho đạn ngay đây. Bắn đi các bạn ơi. Đâu nữa? Càng nhiều càng ít. Bắn kiểu gì mày? Con thằng nào nó ở đâu vậy? Ây u, ây u. À đây. Ablat, take cover. Ô thằng này nó vừa bay xong các bạn ơi. Ablat, Ablat, Ablat là cái gì vậy? Ôi, ôi lở tuyết, lở tuyết. Ôi, ôi, ôi. Ây u. À, Ablat là lở tuyết à? Thì mình sẽ tưởng là cái gì bá trưởng thật. Đâu rồi, chúng ta đâu rồi? À mà, à thôi, có lẽ là cũng lên rừng ở đây thôi. Thực sự là nãy giờ mình cũng làm cái video clip này hơi dài rồi. Đấy, cũng lên rừng thôi, chứ chơi cái nữa thì sợ hỏng hết được cốt truyện các bạn đúng không nào? Mình thì mình chưa có ý định làm streamer về game. Nên là có lẽ là chỉ dừng lại đây thôi. Mình đã hoàn thành cái video clip hướng dẫn các bạn download và crack cái cũng như là trải nghiệm qua một chút về gameplay của tựa game Far Cry 4 rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên ấn đăng ký channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những video về game mới nhất của mình nhé.
Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.